lens is on manual focus. Okay. And on infinity. Infinity? Yeah. Manual focus and on infinity. Okay. I have no idea about what I give you a free class about. Today. Sorry, Raul. I have no idea what you're talking about. Okay, Raul is, you know, like, showed us how to remember, you guys. Am I allowed to say something? Yes, you are. Go ahead. So whatever you want. Go ahead. You can introduce me to everybody. This is Mark Edward Harris, everybody. Yeah. Famous photographer, world traveler, written 10 books. He's gone to North Korea, South Korea. He's gone to Russia, to Vietnam, Japan. Wow. He's gone to Iran, Iraq. You went to Iran? Wow. Oh my gosh. I want to tell you guys one thing. Raul is amazing. We wouldn't be here if not for him. But also, one thing to add to the things. When you're on a tripod, make sure you turn off vibration reduction. Whenever the camera is put on a tripod, you must turn off vibration. Turn it off right away. Turn it off right away. Otherwise, the camera, the lens rather, is going to try to find itself. Oh, okay. Is that for video or photography? Both. Yes. Both. Okay. Can you also introduce the beautiful lady over here as well? Hi. Hi. Go ahead, Bambi Lee. I'm Bambi Lee. Nice to meet you. Yes, my dear. Who do you work with? I'm just a comet freak. Oh my gosh, that's awesome. So you've seen a lot of comets over the years. Haven't been any good ones for a while, but we're getting lucky this year, so. Oh, that's wonderful. All right, thank you. Nikki, move your head. Wait, 1 second. Wait. No, nothing yet. Okay, Jenny, go ahead. Rồi có thể cầu nguyện luôn đúng không? Mình cầu nguyện nữa, mình có thể cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho COVID-19 mau qua đi để mà mình được vui, có những cái ngày tháng vui vẻ mà mình sẽ được đi mà không cần phải đeo khẩu trang. Bây giờ mọi người đeo khẩu trang nhìn chán chết luôn. Mà chỉ đi bữa nay là không đeo khẩu trang, hy vọng là không có bị bệnh. Chị Hồng Đào thấy hôm nay bữa sao? Hả? Hôm nay thấy là sao? Lần đầu tiên Hồng Đào đi xem sao chổi với tất cả mọi người ở đây, cũng như lời mời của Jenny với lại của Alan, thì bắt đầu mình đi mình không biết là nó như thế nào. Mà trời thì lúc mà đi từ 8 giờ sáng tới giờ thì trời thì nắng rồi, mình cũng phải mới đầu là hơi mệt mỏi, nhưng bây giờ bắt đầu mọi người đều chuẩn bị, mọi người đều ready, thì bắt đầu mình rất là thú vị để chờ nó sao chổi như thế nào. 7.000 năm có một lần sao chổi. Quá special. Yes. Cho nên những người ngày hôm nay đó mà thấy được sao chổi là mình rất may mắn. Là bởi vì cái đây là cái cơ hội mà nó tình cờ đến với lại Jenny với lại Alan với chị Hồng Đào thôi. Với lại ông xã Jenny, mà không ngờ nó đến với mình. Tức là chứng tỏ rằng mình sắp sửa được grand một cái quest. Bữa nay mình cố gắng quest cái gì đó nha. Để cho mình phải suy nghĩ trước mình quest cái gì. Hôm nay là tháng 7 19 rồi, tháng 7 ngày 19 ha, năm 2020. Thì bây giờ cái comment này có tới khi nào để các bạn khác muốn tới xem? Jenny không biết làm sao mà tính ra cái ngày đó là tới là 6-7 ngàn năm nữa, gần 7 ngàn năm nữa mới có cái sao chổi đi trở lại. Cái sao chổi này nó tên là Neo White, tức là mới tinh. Cái sao chổi tên rất là lạ, chứ không phải là cái sao chổi mà mình thường nghe nghe, cho nên nó là một loại sao chổi hiếm. Mà Neo White. Neo White. Dạ, tức là mỡ trắng bạch mà mới. Tức là mỗi lần có sao chổi thì họ đặt tên, tức là ai sẽ đặt tên cho sao chổi, cái sao chổi này là ai sẽ đặt tên nào, thì điều đó em chưa có research. Những người astronomer ấy, họ sẽ đặt cái đó, và đồng thời đó cái sao chổi này nó đặc biệt là nó lớn lắm, nó tới 3.000 km dài mét vuông đấy, nó dài lắm. Nếu mà cái này mà nó đụng vào trái đất mình đó là sẽ tiêu diệt nhân loại hết. Yeah.